Chào các em. Hôm nay anh Bánh Mì sẽ hướng dẫn các em chơi các tướng để lên được danh cao thủ. Nói chung là các em là phải chơi các tướng phải hợp tác được với đồng đội. Đấy, ví dụ như thằng S1 này nó thích chơi Nagaroth thì mình phải cấm các con khác đi. Thôi nó cấm rồi còn đâu nữa. Thôi để mình chơi sau. Rồi xong. Lúc nãy có điện thoại. Thế là anh đã cứ để nó chọn. Chính vì vậy phải 3D. Nhưng mà tem nó có hai thằng tanh cứng. Rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà rồi không sao. Anh sẽ cố gắng để gánh tem vào này. Anh sẽ lên tanh. Các em thấy John lên tanh chưa? Vần này hay lắm anh ấy, các em ơi. Anh sẽ đi mid. Anh đi mid thì anh sẽ không lên tanh nữa. Sẽ vào đây giúp rừng. Ôi dồi ôi. Đấy. Chỉ bắn một bắn ra là nó tiết kiệm được mấy giây thời gian. Đấy. Mình không đi ganh được các lan thì phải đi giúp được rừng. Rồi, bây giờ xuống đây là nhanh luôn. Đứng im bắn luôn. Thôi xong rồi. Tiếp tục. Không sao, được con trụ luôn. Có trụ đầu tiên là mình được lợi thế rất nhiều luôn. Các em cứ tích cực chơi zone này, cứ mạnh mẽ lên. Hổ báo. Ăn dòng rồi. Mình trong cái thời gian chờ đợi thì xin một con quái rừng. Ulti nên hỗ trợ nào. Ui dồi ôi. Nhanh tí nữa là mình có mạng rồi đấy. Không sao. Được hai hỗ trợ luôn. Anh ulti thì mắc chuẩn luôn. Gần như không bao giờ trượt. D này là mình phải đẩy nhanh. Nào. Tiếp tục cho nó một chói.
Ôi trời ơi, ăn ngay cả ulti rồi. Whip nó hết mana nên là nó chạy rồi. Ulti ra đây để kiếm ít tiền. Đấy, được ngay một con lính. Rồi mình lại xin với em quái rừng nữa. Xong rồi. Ulti xuống dưới boss này các em ạ. Để đẩy lính. Ăn rồng luôn các em ơi. Ulti vẫn là chết luôn. Ok. Zone này ulti rất mạnh luôn. Chính vì vậy anh thường dùng nó để lính. Nào. Thôi. Thẳng thừng luôn, đứng im mà bắn nhau với nó luôn. Sợ gì? Mình đang có sát thương phép từ dòng rất mạnh luôn. Xin John này rất mạnh mẽ. Mặc dù âm mạng nhưng mà rất khỏe. Đấy, vẫn đứng thứ ba về tiền đấy. Mình xin nào. À. Mình lên đây mình đẩy con trụ ấy đã. Không cần lính đẩy nát trụ ngay. Rồi ulti dưới boss này. Rồi. Ulti đẩy lính đi. Thôi đánh nhau luôn. Tha này nó rất cứng. Tí chết các em ạ. Thôi, trong cái thời gian này anh sẽ ăn rồng. Ulti lên. John này cứ đứng xa mà ulti thôi. Lấy hỗ trợ. Đấy. Anh thường ulti thì không biết trượt. Tem lại combat rồi, đang thiếu người. Lùi lại hết ngay. Thôi. Ulti cho quả. Ngon. Anh chỉ cho một quẹt ra phát là chết hết rồi. Anh đứng xa này, anh sẽ đẩy trụ. Bậy lính dưới boss nó đang nhiều. Ulti xuống. Chơi anh rồi.
lùi lại hết, được một em trụ rồi. Thôi thực chất là xanh thì mình lên cái gì cũng khỏe thôi. Mới đầu mà thằng rừng bên mình được anh giúp rừng ấy, tí là nó sẽ xanh thôi. Video sau anh sẽ chơi Kahi, con này anh cũng sẽ chuyên giúp rừng. Thôi phải lên tanh thôi các em ạ, vì tem nó đang bị lật ngược lại rồi, tem nó tanh rất cứng. Lên một đồ thủ à, thôi lên xuyên giáp trước ạ, phải lên xuyên giáp các em ạ, tại vì tem nó tanh cứng lắm. Ăn luôn kinh công. Ngon lành luôn. Bắn rất nhanh. Ulti luôn xuống bot. Trượt rồi. Đôi khi mình không cần nhìn. Ngon rồi. Ulti lên trên top. Và mình giờ vào còn ăn con blue. Phải lên một tí thủ các em ạ, tại vì tem nó tanh cứng. Anh sẽ bán đồ này đi, lên một đồ dìu Hydra này. Combat luôn, không phải sợ. Thằng này liều rồi, thế thì win luôn. Tem nó mất một thằng tanh rồi thì sợ gì? Sợ gì về điện? Sợ gì về điện? Đánh luôn các em ạ. Anh cứ đẩy trụ thôi. Ok. Tràn vào luôn. Thế là win. Cứ ấn vào trụ mà đánh. Xong. Thế là tiến trình chơi zone auto win. Rồi các em ơi, chuỗi 10 rồi. Đấy là anh toàn chơi đơn rồi đấy, không đánh chung cùng ai. 78,26% giao chiến. Cứ có ulti là mình sẽ ulti để hỗ trợ cho tem. Đây, lịch sử đấu đây. Tổng quan. Chuỗi 10. Ok. Con gì anh cũng chơi được. Rồi, chào các em.